nhỏ của ba cô. Tôi thành thật chia buồn với cô về cái chết đột ngột của ba cô. Tôi cũng không ngờ ông ấy lại ra đi quá sớm. Cảm ơn sự chia buồn của anh. Mẹ của ba tôi hiểm nghèo quá, bác sĩ cũng đành đầu hàng trước thần chết. Thú thật, trong đời ba tôi chỉ có tôi là người được thương nhất mà thôi. Ba tôi cũng thương nhiều vì tôi là con một của má tôi. Dạ. Làm gì mà lắng nghe chăm chú dữ vậy? Dạ, khi nói chuyện miệng cô rất duyên dáng. Cảm ơn anh. Lễ hạ nguyệt ba tôi coi như đã xong, tôi phải đưa má tôi về. À, anh ơi, anh có biết cô gái đang quỳ khóc bên kia không? Dạ không. Nè, sao mà anh theo tôi hoài vậy? Dạ, tôi muốn gặp má cô để chia buồn. Để chia buồn à? Thôi, mình về đi má. Để má gần gũi ba con những giây phút cuối mầm. Cô Yến Linh, cô có thương ba cô không? Cái gì? Anh à, anh có bình thường không? Nếu bình thường mà nói vậy, anh có thấy vô duyên không? Tôi không dám nói đùa trên sự tang tóc của người khác. Hoặc câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của tôi không phải không có ý nghĩa đâu. Thật ra nó có lý do. Lý do gì? Anh nói thử xem. Lý do gì mà anh hỏi tôi một câu quá thừa thải như vậy chứ? Có gì đâu. Tại vì chưa rõ cô có thương ba cô không thôi. Tôi không thương ba tôi. Không lẽ tôi thương anh? Ấy chết, cô nói kỳ quá. Tôi thề tôi không hề coi khác đâu, chẳng qua nhiệm vụ của tôi. Ba tôi chết đó mà anh có nhiệm vụ gì? Vì ba cô chết mà tôi gồng tay cô khóc, nên tôi thấy cô chỉ thương ba cô chút xíu thôi. Cái anh này quá đúng là vô duyên. Má, con chịu má về ngay thôi. Ở đây một hồi chắc con bị khùng. Mấy ngày trước ông còn nằm trên chăn êm nệm, bây giờ nằm đây suốt đời ông không chịu cô đơn bao giờ. Vậy mà bây giờ ông phải chịu cô đơn. Trời má, bà chết rồi má khóc bà có sống lại được đâu. Chết, có cáo phó trên báo và truyền hình
lẽ nào người thân của ông không biết? Nè, anh đừng có nói lôi thôi nữa được không? Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Yên Linh con đừng lớn tiếng như luật sư Hoàng Vũ nghe con. Má, má nói sao? Anh này là luật sư à? Phải đó con. Và ông luật sư Hoàng Vũ đây đang lập thủ tục hộ pháp cho mình thừa hưởng gia tài đó con. Tôi đến đưa ông Đại Hưng đến nơi an nghỉ cuối cùng, và tôi thành thật có lời chia buồn cùng bà. Dạ, cảm ơn luật sư. Thôi, mình về đi má. Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi không biết. Thôi, tôi về nghe anh luật sư. Nghề nghiệp của cậu phải vậy mà. Cảm ơn bà thông cảm. Má, má làm gì vậy? Chị má, má giấu cái gì sau lưng vậy? À, đâu có gì đâu con. Chào luật sư. Chào cô Yến Linh. Có phải anh đến về vụ di chúc của ba tôi để lại? Dạ đúng. Tôi không hiểu ba tôi nghĩ sao mà bà vẽ chuyện lập di chúc cho thêm phiền phức. Chỉ có tôi với má tôi, không lẽ lại xảy ra chuyện tranh chấp với nhau sao? Còn nói vậy sao được. Người lớn tuổi mà có gia tài là việc đầu tiên phải làm là lập di chúc. Ba con đã suy nghĩ kỹ khi làm điều đó mà. Nhưng việc làm đó là thừa thãi, bởi vì hiển nhiên con và má là những người thừa hưởng gia tài của ba, chứ không lẽ còn có kẻ nào khác à? Chiều nay con có rảnh không? Chở má đến nghĩa trang thăm mộ ba con nè. Dạ được, chiều nay con chở má đi. Anh Vũ à, anh có thể cho tôi xem qua chúc thư của ba tôi được không? Được thôi, được thôi. À, chuyện con được quyền thừa hưởng gia tài là dĩ nhiên rồi, nhưng má khuyên con chậm lại việc ấy thôi. Ba con mới chết, đừng làm mang tiếng với đời. Dạ phải, con thấy má có lý. Dạ, xin phép bà và cô Yến Linh cho tôi kiếu từ lo công việc ngay. Cảm ơn thành tình của cậu đã đến đây. Dạ thưa bà, đó là bổn phận của tôi mà. Yến Linh, tôi đi bằng xe Honda. Xin tiễn anh ra cửa. À, anh Vũ à, hay là anh nắng lại một chút vào vườn hoa của ba tôi cho biết. Quý quá. Mời anh. Giấy quan trọng nhất.
anh đâu có thể đi đâu cũng mang theo lời mà đánh rơi mất, dù có đăng báo cũng có kim. Em chưa có ý kiến. Không sao, thời gian đang dùng dục trôi ngoài sông cửa sổ. Nếu má em cứ ủ rũ ngồi khóc hoài với người đã chết thì không có ích lợi gì cả. Em cười anh gì vậy? Nếu như anh biết trên mặt của anh giống như kẻ ăn cắp bị bắt quả tang á thì sao anh? Thì tội nghiệp cho kẻ ăn cắp biết chừng nào. Thế nhưng miễn sao cái vật mà anh ăn cắp nó đừng có rơi mất đi thì anh rất vui lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt. Luật sư ơi, anh có vợ chưa mà dám dở khoa tán gái công khai giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Anh chưa có vợ. Vậy bà chủ có thể giúp đỡ giùm làm mai cho tôi một người có được không? Ngu gì mà rước họa vào thân hả? Đừng từ chối bà chủ ơi, giúp giùm tôi mà. Nè, sao dám nắm tay bà Mai vậy? Tiên Linh ơi, hai ánh mắt trao nhau. Lòng này
giờ em đi thăm mộ của ba em rồi. Anh có thể đưa em đi được không? Dạ được. À, anh chờ em đi lấy đồ cúng rồi đi nha. Được, anh chờ. Sư Hoàng Vũ. À, xin chào luật sư. Nhưng tôi muốn biết vì sao anh biết rõ về má con tôi. Đó là vấn đề nghề nghiệp. Sau này tự nhiên cô sẽ biết. Thế này là thế nào hả, ông luật sư? Chuyện rất dài, để rồi anh sẽ nói cho em nghe. Không, tôi muốn nghe ngay bây giờ. Và điều đầu tiên, tôi muốn anh cho tôi biết ngay cô gái là ai mà dám ngang nhiên đêm qua thăm trên mộ này. Yến Linh chưa hiểu đây là Yến Phương, em ruột của cô. Không đời nào tin nữa, chuyện quá. Mới đây vài phút anh có nói gì với tôi về vụ này đâu. Là vì chính anh cũng chưa biết mặt vừa rồi mới sanh nghi. Nhưng tại sao anh biết tên là Yến Phương? Trong tờ di chúc có ghi tên cô đây. Hả? Di chúc để lại có ghi tên cô này không à? Đúng vậy, Yến Linh. Không, đây là chuyện bịa đặt, tôi không tin là sự thật. Đó là sự thật đó Yến Linh à. Ba em là người đàn ông rất có trách nhiệm với vợ con. Không ai chấp nhận má con nói là vợ con của ba tôi. Nó chỉ là đứa con rơi. Là người đàn bà chiếm đoạt chồng của người khác. Tôi cấm chị xúc phạm đến má tôi. Bản thân tôi chấp nhận là đứa con rơi. Nhưng chuyện của má tôi chỉ chưa hiểu rằng chuyện của người lớn mình đừng có xen vào. Họ ăn ở nhau cũng có lý lẽ riêng của họ. Chị đừng vội vã kết tội má tôi. Cô đừng tưởng cô tới đây yếm. Tôi thấy vậy là tôi chấp nhận.
phải cô đến đây có mục đích à? Chị nhớ rằng tôi không hề biết trong di chúc của ba tôi để lại có tên tôi. Vậy lý gì mà chị kết tội tôi đến đây có mục đích chứ? Tôi khuyên hai người không nên cãi giả nhau như vậy, mà hãy nghĩ đến tình thâm cốt nhục, thông cảm cho nhau. Không có tình thâm cốt nhục gì hết, nó chỉ là một đứa con sơi, không ai nhìn nhận nó. Ba, cô Yến Phương, cô về đi, tôi sẽ đến tìm cô một ngày gần đây. Ba ơi, cô về nghe ba. Thôi, mình cũng về nghe Linh. Anh đi về đi, đừng có cận kề bên tôi nữa. Rồi em đi đâu vậy? Tôi về nhà để hỏi má tôi chuyện này. Thì để anh đưa em về. Không cần, để tôi đi taxi về. Còn anh chạy theo con nhỏ đó đi. Ở cửa kìa, Linh à, Linh. Ngược lại, anh đang tự hỏi tại sao hôm nay anh lại gặp mặt Hằng Nga. Làm sao em có thể sánh với tiên nữ Hằng Nga? Anh đừng có cho em lên trời bằng con diều giấy. Khi đứt dây á thì những lời tán tụng của anh vô nghĩa lắm đó. Yến Linh à, em làm cho anh bất ngờ quá. Có phải bữa ăn ngày nay em đặt sẵn không? Lâu nay anh bận vất vả quá, mà em chưa được khao đãi anh bữa nào hết. Thì ra là vậy. Nhưng mà em tệ thật, có chiêu đãi anh ít nhất em cũng thông báo cho anh biết trước chứ, để anh chuẩn bị chứ. Như thế sẽ mất thú vị đi. Em muốn dành cho anh sự ngạc nhiên vì bất ngờ mà. Em chu đáo quá à. Chúc sức khỏe anh. Buổi tối hôm nay anh sung sướng vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì anh có được những giây phút sống bên cạnh em như thế này nè. Nhưng mà em không biết anh có yêu em không. Anh đã nói với em hôm trước tại vườn hoa của em rồi mà. Anh nói thật không? Trong tình cảm anh không biết nói dối bao giờ. Vậy thì anh có gì em? Dĩ nhiên rồi, không vì em còn vì ai nữa. Anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Một người yêu tuyệt đối lý tưởng thì phải vì tình yêu dám làm tất cả. Ủa, có gì mà em nói như thế chứ? Hay là em nghi ngờ tấm lòng anh? Mà thôi, mời anh chàng thêm đi này. Và em chúc tình cảm
cũng vì quá yêu em, anh không dằn được tình yêu cháy bỏng của mình. Yến Linh, anh hứa trọn đời yêu em. Và hứa sẽ vì em tất cả chứ. Tất nhiên rồi, anh đến cầu hôn với em nhé, Yến Linh. Khoan đã, em nghĩ nên để tình yêu chín mùi, nó sẽ ngọt ngào hơn. Anh có công nhận với em, cái gì còn sống hoặc xanh thì sẽ kém ngon không? Anh chịu thua em rồi, em hành hạ anh một cách rất tế nhị. Anh Vũ à, em muốn anh hủy bỏ toàn bộ di chúc, được không anh? Không được đâu em. Sao lại không được? Chỉ cần anh làm cách nào đó hủy bỏ tờ di chúc của ba em, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về ba con em. Nhưng anh không thể làm như vậy được đâu. Anh mới nói tất cả vì tình yêu, giờ nói là không được. Nghĩa là em muốn mình gài anh phải không? Anh hãy làm theo ý muốn của em đi. Sau này bị thua canh bạc lớn lao. Chào anh. Yến Linh, Yến Linh. Ai đó? Cứ vào. Dạ chào bà. Bà có khỏe không? Ủa, cậu Vũ, lâu dữ à, mời cậu ngồi. Lâu nay tôi vì bận quá nên không qua thăm bà được. Chẳng hay bà có việc gì buồn mà tôi thấy bà không được vui. Cậu quả là có đôi mắt tinh tế, nhìn thấy cả nỗi buồn của tôi. Đúng là tôi buồn đó cậu Vũ à. Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết hết, tôi không thể nào giấu được nữa. Thưa bà, chuyện đó có liên quan đến tôi không? Dĩ nhiên rồi. Nếu không liên quan đến cậu thì tôi nói với cậu để làm gì? Bà làm cho lòng tôi nóng hơn bị đốt. Xin bà hãy nói ngay đó là chuyện gì. Một năm nay tôi giấu cậu, bởi vì Yến Linh nó muốn vậy. Mấy tháng nay tôi buồn quá, mà cũng không thấy cậu đến nữa. Sao bà không điện thoại gọi tôi? Cậu cũng biết mà, tôi ít khi làm chuyện đó lắm. Xin bà hãy nói ngay cho. Để báo cho cậu hay, Yến Linh nó... nó để con trai của cậu chết rồi. Bà nói cái gì vậy? Con trai của tôi có con à? Trời ơi, sao mà đầu óc tôi nó lùng bùng không hiểu gì cả. Tôi biết cậu nghe tin này cậu bất ngờ lắm, nhưng đó là sự thật. Yến Linh nó có con với cậu, cậu nghe chưa? Đó là nguyên nhân nó biến mất khỏi thành phố này cả một năm nay mà cậu cũng chưa hay. Linh có con với tôi, xin bà nói rõ ràng. Bây giờ đầu óc cậu còn lùng bùng thấy tỉnh. Nhưng tôi đã bình tĩnh rồi đây, xin bà hãy tiếp tục ngay. Cậu có nhận cậu và Yến Linh nó có thời yêu nhau? Yến Linh nó có con với cậu có gì lạ đâu. Sao cậu cứ ngỡ ngàng như vậy chứ? Tôi ngỡ ngàng gì, tôi chỉ gần gũi với Linh có một lần. Một lần vẫn có thể tạo nên một đứa con chứ cậu. Vâng, tôi công nhận.
tôi cũng biết Yến Linh không có người đàn ông nào ngoài tôi ra. Vậy bà cho tôi biết con tôi nó ở nơi nào? Nó báo đứa bé mới chào đời đã chết rồi. Trời ơi, tại sao lại có tình trạng như vậy? Nhưng lý do nào nó chết tôi không thể nào tin. Đó là điều mà tôi cũng chưa có biết được. Phải chờ Yến Linh về mới tường tận. Vì nó mới điện về chứ chưa biết ra sao. Tôi không ngờ Yến Linh đối với tôi thật tệ. Con của tôi mà Linh nhận tâm giống nhẹm. Nàng có phải con người không mà để cho con chết? Anh có biết nói xấu người dân mặt là hèn lắm không? Ủa, con về Sài Gòn rồi nào? Dạ mới về. Con về sao không báo cho má? Đời con không thích làm phiền ai bao giờ. Hãy cho má biết nó còn hay không. Con đã nói rồi, sao má cứ hỏi hoài vậy? Nó đã chết cách đây hơn 2 tháng rồi. Tại sao con chết? Em phải cho anh biết lý do. Con, con nào là con của anh? Anh là một thằng cha vô duyên không có xếp hạng. Vô duyên cỡ nào cũng được, nhưng hãy nói cho anh biết con mình nó ra sao. Má đã nói cho Hoàng Vũ biết tất cả rồi con. Khi nghe hắn mở miệng, con đã biết má nói hết rồi. Má khỏi cần xác nhận. Em đừng nóng giận. Em nên cho anh biết số phận của con mình như thế nào. Thì đấy, anh cứ hỏi bà này. Hình như nãy giờ bà nói hết rồi. Yến Linh, con không được xưng hô với má như vậy. Xin lỗi. Vậy thì nói cho con xin lỗi má nghe. Má không cần sự xin lỗi của con. Tại sao lúc nào con cũng như bất mãn một cái gì đó chứ? Đúng, má nói đúng. Con luôn luôn bất mãn. Bất mãn nhiều thứ lắm má có biết không? Nhưng ít ra cũng phải cho má biết con bất mãn điều gì. Con không muốn nói, con không thích nói. Vậy thì làm sao má hiểu được? Má hiểu cũng chẳng ích gì. Má không thể giúp gì được con đâu. Yến Linh, em đừng giận. Nên cho anh biết số phận của con ra sao. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải là con của anh. Anh không tin, vì má em đã cho anh biết hết rồi. Má tôi nói là do miệng má tôi nói, chứ đâu phải chính miệng của tôi đâu. Em là cô gái mà tại sao không có một chút nữ tính nào hết vậy? Tôi đã nói, anh là thằng cha vô duyên nhất trên đời này. Anh là cái gì? Lấy tư cách gì mà dám phê phán tôi chứ? Tôi không là cái gì của cô, nhưng ít nhất tôi cũng là thằng cha của con cô. Tức cười quá. Cô cười cái gì? Tôi cười một thằng cha điên khi không đến đây đòi làm cha của con người ta. Nè nè, anh có bình thường không? Lúc này taxi nhiều lắm. Để tôi gọi taxi rồi đưa anh vô bệnh viện Chợ Quán nhé. Yến Linh, con làm như vậy má coi không có được rồi đó. Thôi được, má đừng bực mình. Con nói thật đi, thằng bé ra đời non ngày nên đã chết rồi. Con biết má mong muốn sự có mặt của nó trên đời, nhưng con đâu phải là ông trời, nên con không thể giữ nó lại như ý má được. Tôi thật ghê tởm cô. Đứa con nó có tội gì chứ? Tôi không thích nói chuyện với anh nữa. Anh về đi. Tôi bắt cô phải nói chuyện với tôi. Cái gì? Bắt buộc tôi phải nói chuyện với anh à? Anh là một tên trơ cháo xích sự. Tôi xích sự thấy cô. Cô bảo tôi làm điều thất nhân tâm, tôi không làm. Cô trả đũa tôi. Suốt 1 năm trời nay tôi đợi chờ và đi tìm kiếm cô, nhưng hình bóng cô vẫn bặt vô âm thanh. Mối tình tôi áp cổ trong tim, không một chút nhạt nhòa trong tâm trí. Thế mà cô quả là đứa con gái vô tâm ích kỷ, không chút tình cảm cũng không chút tâm hồn. Biết vậy tôi vẫn hoài mong cô để mà làm gì. Tôi từ đây tôi sống một mình cho yên phận. Mình đừng giận hờn và cũng đừng đổ lỗi cho nhau.
Cô không được xúc phạm đến tình cảm của tôi. Tôi không yêu anh, vì anh không làm theo ước muốn của tôi. Và hôm nay thì coi như mình là hai kẻ xa lạ anh nhé. Được rồi, kể từ nãy tôi thề giữa tôi và cô là hai người xa lạ, không ai xen chuyện vào nhau làm mất dân đi giữa một bên nào. Nếu tôi có cưới vợ xinh ngon, đừng nghe nóng tâm xen vào. Không dám đâu. Không dám. Chính cô mời tôi vào nhà hàng diễu lời từng chút. Cô nói ma cửa giai kề sẽ có hạnh phúc bền lâu. Bây giờ những lời ấy cô bỏ đi đâu? Cô để con chết cô còn nói lời chia biệt. Tôi nói đây không phải gian lận ba thiết, mà tôi muốn nói với cô là mình vĩnh biệt muôn đời. Tạm biệt cô và không bao giờ trở lại. Anh Vũ, anh Vũ, nói vĩnh biệt rồi ra về nói tạm biệt, thật là con người không bình thường. Thằng Vũ nó về rồi hả con? Má hỏi ảnh chi nữa. Thôi cô đi lên xí nghiệp, ở nhà mà nhớ là đừng tiếp ai hết nha. Lép vế với chồng, để chồng có vợ bé, mình cũng không dám nói gì. Bây giờ tới con, nó xem mình như người ở gì đó. Cô muốn cái gì? Cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi rất sẵn sàng. Có thể thương lượng với cô. Anh Vũ, em mới
Vũ à, tôi... mình bỏ qua tất cả nghe anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nghe anh. Cô dừng lại. Bây giờ cô muốn gì? Em hành động nãy giờ anh không biết sao? Cô thay đổi nhiều quá cô Yến Linh à. Ngày trước cô là một cô gái rất kiêu kỳ, chưa bao giờ biết nhân nhượng trước kẻ nào mà. Nhưng anh là người đầu tiên. Em thấy to lớn hơn em. Chúng ta đã bỏ phí rất nhiều thời gian quý báu. Vậy bây giờ ta sống buồn.
giờ này thánh đường họ đang cử hành hôn lễ. Y Linh ơi, mi đang đau đớn lắm phải không? Hạnh phúc này lẽ ra trong tay mi, nhưng chính mi, mi đã đem bỏ nó đi. Bây giờ biết trách ai chứ? Trời Con tôi đâu rồi? Mẹ tôi! Trời ơi!
Con của tôi, nó không chết, không thể được. Tuấn ơi, Tuấn con ơi, lần đầu ba được nhìn tận mặt Ha 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 ha!